Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin, trên địa bàn huyện Kim Sơn có trường hợp bệnh nhân nam 27 tuổi, là bệnh nhân số 170 dương tính với virus SARS-CoV-2, cư trú ở xóm 8, xã Định Hóa, huyện Kim Sơn. Bệnh nhân di chuyển từ Hà Nội về trên chuyến xe của nhà xe Đức Long, biển số 35B00812, xuất phát từ bến xe Giáp Bát, Hà Nội lúc 9h30, các ngày 15 tháng 3 năm 2020 và 22 tháng 3 năm 2020, về bến xe Kim Đông, huyện Kim Sơn lúc 12 giờ cùng ngày. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Kim Sơn đề nghị tất cả các trường hợp người dân từng đi trên chuyến xe của nhà xe Đức Long biển số 35B 00812 đến ngay cơ quan y tế nơi gần nhất để thực hiện khai báo y tế bắt buộc để cùng chung tay phòng chống dịch COVID-19.